mày mày đi bom đồ tao đúng không? Mọi người, đâu rồi? Tiếp đi! Alo, anh ơi, xuống lấy cho em bao hộp cơm rang rồi em đến số 9 ở Phương Tiến này. Các bạn nói xem, vì sao mình không trả lời bạn? Anh ơi. Rất tiếc, bạn không có thứ mình cần. Nhưng mà anh order em 3 suất cơm rang em ship từ trên làng hàng ở đây mà. Nếu như muốn ship cơm rang, thì đợi khi nào thân thiết hơn, hãng hỏi nhá. Mày đi bom đồ tao đúng không? Mày cố mày nói cho mày biết nhá. Cuộc sống này giống như một điều tango. Tao mà lùi một bước, mày chỉ phép tiến một bước thôi. Mày mà tiến hai bước thì mày chó này. Anh Hưng, cơm rang của anh em mình đâu? Tự nhiên tao thèm nhậu quá nên tao bom rồi. Nhưng mày không sợ nó đập cửa xong ở đây à? Tao cho nó nhà địa chỉ nhà đối diện. Làm sao mà nó tìm ra được? Tưởng gì chứ bom hàng nghề của tao rồi. Thôi, đi nhậu đây. Anh vừa bom hàng shipper à? Sao anh khốn nạn thế? Em là em không đồng ý đâu nhá. Bom cái gì thì phải bom to to chứ. Đúng. Mấy thằng shipper này cứ phải bom hàng vài lần thì chúng nó mới trưởng thành lên được. Thế thì bắt phở của chúng nó mới có hành, đúng không? Đúng. Không tìm cái gì mà ăn đi, tụ tập ở đây làm gì đấy? Bọn em đặt cơm gian, nhưng mà lại thay đổi ý định vào phút cuối. Thế là bọn em bom hàng shipper, nó đứng dưới kia kìa. Người ta thì đang thi nhau sống đẹp với những con thiên nga của Tchaikovsky á. Còn lũ chúng mày á, sống như cái đồ ấy. Mà không cẩn thận nhá, chúng mày có ma shipper nó ám đấy. Shipper hả? Thì chúng mày không biết cái gì à? Xưa ta từng có một thằng shipper thuê trọ ở đây. Shipper á? Thế tên nó là gì hả anh? Tên nó là Giao Đồ Nhanh. Trong một lần ship hàng chục km, Nhanh đã bị khách bom hàng. Quá bất đắc, Nhanh đã treo cổ tự tử ngay trong căn phòng này. Và từ đó trở đi, Nhanh trở thành một con ma shipper vất vưởng, chuyên đi ám tất cả những kẻ dám bom hàng người khác. Tao cảnh cáo rồi nhá, mày chắc chắn sẽ hối hận. Sáng người ta đi bom hàng, cút cho bố mày thi. Ai đây?
Chuyên đi án tất cả những kẻ dám bóp hàng người khác. Giam người đây không? Thế mà mày dám bom đồ người khác à? Mày có một tí liêm sỉ nào không? Em xin lỗi ạ. Ngoài kia thì không khí ô nhiễm, giao thông thì ùn tắc, xảy ra cái là tai nạn. Mày có biết shipper được liệt vào danh sách cái nghề nghiệp nguy hiểm nhất hiện nay không? Dạ vâng. Nó không nhiều nữa. Mày thanh toán cho tao tiền ship ngay bây giờ. Tiền ship của mày hết 300.000. What? Sao đắt vậy ạ? What the fuck? Đắt thế á. Mày mà mổ mồm nói được câu đấy á. Thế cái lúc mày bom hàng shipper, mày không nghĩ đến cái tiền người ta bỏ ra để mua thức ăn cho mày à?
Đưa tiền đây, nhanh lên. Tiền thừa cho em được không ạ? Đừng lo, dù tao là ma nhưng tao vẫn là một shipper xanh chín. Tao sẽ trả tiền thừa cho mày, đợi đấy. Thế thì may quá. Đây, cầm lấy 200.000 tiền thừa của chú. Vâng, em cảm ơn ạ. Nhưng mà anh ơi, đây là tiền âm phủ mà. Thế mày nghĩ ma tiêu tiền polymer? Nhưng mà ở trên này làm sao mà tiêu được ạ? Không tiêu được ý, thì xuống kia mà tiêu. Vâng. Cái lúc bom đổ shipper chúng mày là cái lúc khốn nạn. Chúng mày phải bị bài trừ khỏi xã hội này. Người ta nhảy tango tiến một bước lùi một bước, chúng mày nhảy lên cái đầu người ta. Ý thức của chúng mày không bằng con chó. Hai đứa kia xong rồi, bây giờ còn mình mày thôi. Em biết lỗ rồi anh ơi, tha cho em đi được không ạ? Không còn thời gian nữa. Mày ăn hết hộp cơm rang mày bom đồ sáng nay cho tao. Nhưng mà em vừa ăn trưa xong, bây giờ còn lâu lắm. Ăn trưa á? Ăn ngay cho tao. Nhanh lên. Ăn. Ăn đi! Ăn nhanh lên! Mắc kẹt à? Ủ nước đây. Ăn tiếp đây! Cái đứa như mày ấy, chú gì quỷ tộc? Sợi. Ăn đi! Tôi ăn hết rồi. Các ông đã vừa lòng chưa? Chẳng bao giờ chúng tôi quên được buổi chiều ngày hôm ấy. Và kể từ đó, cả ba thằng chẳng thằng nào dám nghĩ đến chuyện bom hàng shipper nữa.